đội Thác Công Lipa, nước phân thể của nước bạn lên của mày. Ôi giời ơi, vô chơi từ từ, cái gì đâu mà chán bỏ luôn vậy. Hôm nay có kèo solo với DK nha. Hổm mày solo với con MG, còn hôm nay có kèo vô solo với DK nha. Cũng là tiếp tục cái màn cũ, màn 1 cảnh 2, 2 đánh 1. Đứng đó mày đợi mày gồng xong đó thì mày chèm bẹp rồi. Ở đó gồng làm cái gì? Chạy sao đốt, bắn mà chạy sao đốt nè. Gồng xong rồi đó hử luôn nè. Đấy, cái này em thấy chuẩn chưa? Đồ ống là một cặp phượng hoàng. Gồng xanh còn gọi là phượng hoàng, cầm thêm một cặp phượng hoàng nữa thì cho ảnh lên bàn thờ ảnh ngồi luôn nghe nè. Đấy, gồng gì kịp, gồng hôm nay có kèo nữa không giỏi ơi. Làm gì kịp mà làm. Trong khi đó tôi thì đóng băng, còn MG kia thì làm tốt nhiệm vụ nữa, làm sao mà nhúc nhích nổi. Để xem nó đang nhắn tin, nó kêu đồng bọn lên đó. Là tới giờ ơi, vô chơi lại đi, vô chơi lại đi. Vô chơi lại, vô chơi lại. Còn không á thì xin nạt của ông Tâm kìa. À ông Tâm cũng khỏe lắm, xin nạt ổng mà bắt kinh không kìa. Vô chơi chứ ông bỏ phí làm gì, để cho anh em chơi. Là tới giờ chơi xin nạt của ông Tâm kìa. Hãy chạy ông giỏi ơi, chạy ơi. Ồ, chưa chạy à, chưa chạy thì tiếp tục nha Nam. Bây giờ làm hiền giả nai bây giờ cũng phải bộp tay luôn nữa. Bây giờ không tin tưởng bố con nào hết anh em à. Nó giả nai, nó đứng im gu đang cho mình không có phòng hờ, đặng nó bộp tay mình. Không có đâu, đừng có mơ. Thời bây giờ tàn là lý thông không à. Không có thật xanh đâu, không có giả nai, giả hu gì được chân anh em. Rồi, cái này nó nằm thiệt không giỏi ơi. Cho nó đi đi, nếu mà nó solo thì hai mình dí nó cũng hẹo à. Lên ông giỏi ơi, gần được 200 rồi. Ông hơn 200 mà gần được 200 làm gì? Ông 230 mấy rồi mà. 212 đấy, 212 mà. À con của tôi hả? 191 rồi, đúng rồi 191 rồi. Ông đi đường nào lên xuống con boss dưới đây trước nha. Thứ ca nó tuổi gì solo không đợi nó thôi, chứ mà hai anh em chung tay lại với nhau như vậy á thì căng tắc anh em à. Cái gì? Đứng đây đợi nữa à. Đợi là mằng luôn. Có nào ở đây đợi nó không? Không có đợi thì về cho nó lên chơi. Tôi chỉ treo boss không à ông giỏi ơi, chứ không có treo bãi quái nha. Game này reset liver hay là không có reset anh ơi. Cái này là nó non luôn. Cứ cài liver lên hoài vậy đó, chứ không có reset gì xéo gì hết. Quẹo qua đây rồi, quẹo quẹo qua đây coi có ông nào ở đây đâu. Chỉ treo boss thôi, chứ không có farm quà bãi quái làm gì. Farm bãi quái nó không có hiệu quả. Giỏi ơi, chỉ là ở boss farm thôi. Nó gây những cái bình S rồi đi debut với blood. Mình chơi theo một cái phong cách như vậy, nó không có đau máy. Còn ở farm đó nó tốn kém quá. Ơ nhảy server cái nữa nha, nhảy server cái lên trên kia quét nha ông giỏi ơi. Nhảy qua bên hai ba cái đi. Xin link được không? Có luôn anh Hướng Nguyễn ơi. Em có làm một cái clip hướng dẫn cho anh em tải cách nay tầm khoảng là 3-4 clip gì đó. Em có làm một cái clip hướng dẫn cho anh em tải cái phiên bản game này. Anh lên anh tải một cái tap tap. Anh lên tap tap xong chưa? Chưa ông giỏi ơi, đứng đây vô bãi quái nè, farm đỡ cái đêm giỏi ơi. Để chỉ cho anh cái. Đầu tiên là anh tải cái tap tap về nha. Nè, anh tải là tap tap về. Rồi vào trong tap tap. Rồi vào trong tap tap. Rồi anh gõ cái con game là Monad SR. Đầu tiên anh phải tải cái tap tap về. Tải xong rồi anh vào trong tap tap, anh gõ một cái là Monad. Nếu mà anh xài cái hỏi iOS đó thì hơi khó tí. Ơi 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 ơi. Nó chạy được, nó chạy được. Giỏi ơi, nó chạy được không giỏi ơi. Chạy đâu, chạy. Ủa đâu ông đứng đây ông chặn đường hay vậy? Ở đâu đứng đó chặn đường hay vậy ông? Anh coi anh cứ làm như vậy nha. Anh coi anh làm vậy. Anh lên trên Google hoặc là trên CH Play anh tải cái tap tap về. Rồi anh vô trong tap tap, anh gõ cái từ là Monad là gì được bình thường. Đứng đó trước rồi, bởi vì hay, hay. Tôi nói đâu mà đừng ngước lên, cái nó chạy ngang. Lên trên. Anh NTB ơi, có chơi server 58 không anh ơi? Vô server 58, hộ em mấy thằng Tây cái. Mình ở 58 nha anh em nào chơi chung server 58 hay vào trong đây. Có hàng. Bảo rồi, không có chùa ai chân á. Có yêu hết là có lên clip hôm nay rồi. Rồi bây giờ từ cái ở một cái sub này mình lên trên Aya luôn ông giỏi ơi. Lên Aya luôn nha. Magit như ông vậy. Mình 88 Magit như mình à. Ok, tưởng bên 58 thì vào trong đây anh em mình giao luôn. Aya 1 trước nha. Aya 1 mình quét vô tới bot lớn luôn. Từ đây mà mình vô cho tới bot lớn. Nếu mà cái hình nó tối như gì là sẽ có một thằng ăn. Một thằng ăn mà không biết nó có trụ ở đó hay không. Nếu mà nó chạy quét map vòng vòng á, chạy kiếm nó hơi cực chút xíu nhưng mà không sao. Có quét là ngon rồi anh em. Nhập tí cũng không sao, hay không? Biết ngay mà. Ở cung này thủ châu vậy, đẩy cho 4 phát. Nếu mà Magic chiến thì lại đó quạt chừng khoảng 3 phát là cung nó hẹo nha anh em. Tại đam của mình nhỏ hơn đam Magic chiến là phân nửa đam lận. Tại vì ông giỏi ông lên gần 20k đam rồi. Còn ông lên đâu mà hiện giờ dám có thể là 15k đam á. Tại bữa hổm ông cầm cái cây kiếm 5 sao mà ông nói ông là 13-15k gì rồi. Còn ông lên cây một cây kiếm 6 sao này. Ôi, cây kiếm cấp 6, sao sao đâu ra. Cây kiếm cấp 6 này ông lên chắc 15, còn ông hoi là 20k là hết. Nhưng mà ông đeo con đại quỷ lên nữa.
Một lát có chiến tranh lớn rồi mình sẽ đeo đại quỷ lên cho anh em xem. HP đại quỷ nó nhanh lắm. Bot đi chuyển qua chiến đi đang chơi server bên đây chung với anh em bên đây nè, chung với ông giỏi nè, chung với ông giỏi bên đây. Qua bên kia cài lại cũng lâu lắm anh em ơi. Bên đây đồ nó cũng có tốt rồi. Mà không giỏi luôn à. Còn nó có đứng đây không? Hỏi xin lại là quất nó luôn nha. Ê đi bà lốt. Đi bà lốt không giỏi ơi. Hiện tại đang magic phép. Magic phép chừng nào chán magic phép hả? Qua magic chiến. Tại vì mình còn một quyền trợ giúp nè. Một quyền trợ giúp có thể đổi một lần free nè. Chừng nào chán đi hả? Qua magic chiến. Đi à, đi như vậy về đi nha. Vô đi bà lốt luôn anh em ơi. Ẩu rồi. Ông đi tới mốc 200 mà. Cũng cao đấy. Vô trễ gì không biết có vô được không? Tại bà lốt giờ nó cũng kén lắm. Có chung trong đây không giỏi? Chung luôn à. Ngon ngon. Ở sao phòng này có hai mình vậy? Ok anh em ơi, tiếp tục là một cái chương trình quen thuộc, một cái event quen thuộc của một cái dòng game, đó là mình sẽ đi một cái quyết lầu. Review là quảng trường quỷ nha, cái này là quyết lầu. Còn đi một cái CC là trang quarter là hỗn nguyên lầu nha anh em. Thì hiện tại vào trong đây là ba người. Giành quy không? Giành quy không giỏi ơi? Hay là ở giữa cầu farm? Thích thì lấy. Giành quy luôn đang cho nó sôi nổi. Tải về sao vậy bạn? Chào anh mèo TV nha. Có ga ngọc hên xui à? Đúng rồi, nó ga ngọc hên xui. Ê, nhưng mà mỗi lần đi tôi kiếm tầm khoảng là 3 viên không giỏi ơi. Một lần đi như gì là kiếm tầm khoảng 3 viên anh em. Nếu mà hên thì cũng được là 2 S 1 B, còn không á thì cũng làm một ếch còn mỗi 2 bê, không ơi là một trao. Không thấy người chơi có nhiều lắm anh chàng ơi, không không phải là không có đâu, anh treo một lát là anh về quê liền á, người ta nhiều lắm. Anh mèo ơi, một lát nữa em vô em cho anh đứng nó farm rồi cái em ra em chỉ cho anh. Phải lên Google anh tải một cái app tap tap về, gọi anh vô một cái app tap tap đó, anh gõ một cái từ là monad nó sẽ ra đây. Giờ này anh em đang vào rất là nhiều. Cái bản này là bản của nước ngoài nha, nếu mà anh chơi cái hội iOS á là anh phải feed ID qua bên Singapore, tải con game xong rồi anh feed lại ID của Việt Nam của mình, còn không để Singapore xài luôn cũng được. À, rất là đông. Hôm nay ở đây làm gì vậy? Chơi không lại đâu, không biết kiếm đồ. Mình chơi hỏi anh coi, nếu mà anh chơi hỏi anh coi anh tải dễ lắm. Ê, bây giờ mình vô trong đây mình cho nó lập một cái kỷ nguyên mới, mình sẽ không cho nó đóng băng đóng biết gì hết, mình sẽ cho nó trưởng cái này không, mình sẽ cho nó một cái kỷ nguyên mới cho anh em xem đó. Thấy chưa, MG đi, nó bắn tia laser như gì đây, ai chịu cho nổi anh em. Không cần phải biết kiếm đồ gì đâu anh ơi, nó dễ lắm. Chỉ cần là treo một cái bãi quái thôi, treo một cái con boss thôi là đồ nó tự động nó đi về của chúng mình. Giống hệt mua trứng hoàng nhỉ. Khác anh ơi, khác. Kiếm boss mới có đồ thì các anh em cứ bấm vô một cái màn hình, những chơi cứ treo những con boss nhỏ thôi. Rồi một ngày các anh em có thể đi làm nhiệm vụ ở trong đây nè. Nhiệm vụ đây các anh em cái phần mà farm 50 coi cái con boss đỏ này nè. Các anh em lựa ở map nhỏ, ví dụ là cái map là ở Davias, các anh em có thể là làm cái map đó. Đặng mình kiếm, một ngày mình có thể mình kiếm được một like, qua ngày thứ hai nữa thì các anh em có thể là mua kiếm được hai like, các anh em có thể là xây được một cái win rồi đấy. Nó cũng nhanh lắm mà cái nhân phẩm đó nha. Xây win thì mình xây hai con, mình ra được hai cái win của con MG. Đây, chuẩn cái lằn thẳng, các anh em thấy chuẩn lằn thẳng nó sẽ ngon hơn không? Đó, nó sẽ ngon hơn. Bây giờ cái kỷ nguyên mới này mình thấy nó không có phần khả thi. Thôi mình cho nó lại cái hệ cũ đi, là một cái giật xét, một cái đóng băng và một cái chiêu mạnh nhất là để mình đi BK, là cái chiêu Kame. Có một anh ở trên cái kênh của mình, anh hỏi cái chiêu Kame là cái tên gì thì mình ú ớ luôn, mình quên bà nó cái chiêu Kame là cái tên gì. Mình vào trong đây để mình nói lại, nhiều khi anh có xem thì anh biết cái chiêu Kame. Đây, cái chiêu Kame là Aurora. Tôi chơi đất quay mà level 70 rồi, không có đồ. Ồ, 70 rồi mà không có đồ là sao? 70 rồi là phải full đồ trên người rồi anh ơi. Lấy web gọi, ok, lấy web gọi, giao luôn đi ông ơi. Giao luôn đi em giỏi ơi. Giao nhận ngọc luôn đi. Đánh quay 70 chơi cũng tốt rồi là tới giờ ơi. Cứ việc treo boss vàng đi, đừng có treo bãi quái làm gì, cứ việc treo boss vàng. Treo boss vàng là sẽ có đồ theo cấp của mình. Đồ S lõm không ăn, ăn những con boss nhỏ thôi. Ăn những cái con boss mà dưới cấp của mình. Nếu mà đồ S đó, ăn những con boss dưới cấp đi, đừng có ăn những con boss cao cấp. Ví dụ anh em đang lên được một cái map là Dungeon, thôi các anh em đừng lên đó làm gì. Các anh em ở map là Nogia hoặc là cái map là Davias, các anh em ở đó đi là các anh em sẽ ngon. Ồ, thằng DK lại đây nó quẹt quẹt làm gì, thằng Zack nè. Ở đây quẹt quẹt đây làm gì, chỗ chú bác người ta farm mà đi lên quẹt quẹt đây làm cái gì. Rất là hoài niệm nha anh em. Khi mà chúng ta chơi ở một cái hội như gì mà đi những cái sự kiện là debut, blood thì các anh em thấy nè, kỷ niệm nó sẽ ùa về, tuổi thơ của các anh em không thể nào chối bỏ được. Vì cái tuổi thơ đó rất là bất diệt. Những anh em nào mà có chung một cái niềm đam mê như mình á, chơi cái con game mà từ trước tới giờ luôn, vẫn còn gà, chưa biết cái gì gọi là cái con game, thì các anh em vào trong đây chơi, cứ chơi theo cái cảm nghĩ của mình với chơi theo một cái sở thích của mình là được rồi.
Được một ếch ngon rồi ông ơi. Ông được một ếch xem tôi được cái gì chưa. Không biết là hồi nãy mình đã lụm rồi hay là vào trong đây lụm á ông giỏi ơi. Nãy tôi cũng quên để ý cái gương đồ nữa. Các em đừng có mà vào trong game, các em phải là giành cái top liền. Các em vào trong game là các em phải am hiểu liền, hay là vào trong game các em phải bờ gồ liền, cái đó là không có. Mà các em hãy vào trong game chơi theo một cái là trải nghiệm của mình. Mình mò từ cái một ra. Nếu mà mò không ra thì các em có thể là lên trên một cái nhóm, hoặc là các em lên trên một cái YouTube. Các em tham khảo, tra cái từ ra, các em tham khảo như các em đang chơi cái con game là Munat này đi. Các em lên trên một cái YouTube, các em gõ ra cái từ game Munat này nè. Hoặc là lên ở trên một cái Facebook, các em vào trong những cái nhóm game Munat á, các em tra ra là nó sẽ có những cái thông tin cơ bản đó cho các em tìm hiểu. Chỗ tôi đánh không có quái luôn. Ủa không có quái luôn, như vậy là đam ông to là quái ra không kịp. Bông hồng dùng lại là làm gì hả? Bông hồng để dùng để tặng người ta chứ làm gì vậy? Một chém chết luôn. Đây của tôi à, cái đam giật sát này á mình thấy là nó giống cái đam kép á anh em à. Anh em xem, anh em có để ý không, chiêu kỹ năng của ông giỏi là cái đó là một cái kỹ năng trực chánh thống, kỹ năng chuẩn của cái con MG là Magic Rồng á, là mình một cái chém lửa. Nó có hai loại chém lửa anh em, một chém lửa là nó diện rộng và một chém lửa là nó áp sát. Người ta chơi mà người ta chơi âm thầm á, game hỗ trợ game nước ngoài mà không có giao dịch được. Toàn bộ buôn bán cái gì là cũng phải treo lên cửa hàng cá nhân hết, nó không có giao dịch được. Nhưng mà cái đồng tiền tệ anh em đảm bảo anh em không bỏ ra một xu, các em không có đầu tư vô game nào một xu luôn, mà các em sẽ có full đồ, full tiền luôn nè. Đồ đạc này chỉ là cài thôi, win bổng là chỉ là cài thôi. Các em cài ra cái xu này là cài ra cái mua con nè, cái mua con này các em có thể là dùng mua con mua lại đây. Nếu mà cài không ra món đồ của mình thì dùng mua con mua lại. Đây mình cài ra những cái món đồ như là một cái liềm đỏ này. Ở game này nó chỉ chủ yếu là nó xài đồ đỏ không à, nó xài đồ ép xe lằn này nó không có xài đâu. Còn anh em mình ở thời gian đầu mà có đồ S lần nó xài là rất là tốt rồi. Rồi từ từ mình hãy lên đồ đỏ. Vào chơi vài hôm là nó sẽ ổn áp liền ha. Mới đầu thì nó hơi bỡ ngỡ tí, nhưng mà không sao anh em. Mà nó cũng dễ lắm. Mọi hoạt động của mình hay là mỗi cái yêu cầu mà để nâng cấp của mình, hay là có một cái quyền gì đó là nó đều hiện cái chấm đỏ lên. Nó hướng dẫn cho mình làm. Tất cả đều hiện chấm đỏ lên hết. Như ví dụ nè, cái thời gian như gì mình bị cái này cái kia đi, đây mình treo đồ, người ta không mua thì người ta trả về đấy. Còn khi mà mình bị người nào hạ thì nó sẽ hiện tên người đó lên, năm mai mốt mình nhớ tên mình bơi ca lại giống vậy hết. Còn như đây mình có điểm nè, mình có cái điểm bon thì nó sẽ hiện lên, nó bảo mình cộng không, mình không cộng mình để đó. Ở đây tới cái giờ boss, nếu mà các em không đi thì các em có thể là để đó, chừng nào rảnh hay giờ trong đây đi boss, cái bản bản làm nhiệm vụ để mình kiếm like like ngọc. Bơi ếch trao và nguyên liệu áo tàng hình và quảng trường quỷ là nó có đầy đủ ở đó hết. Nào đầu tư cái đồng này nè, mình mới đầu tư cái đồng này mắm vố thiệt 80 kim cương, nó được 12k mua con đi tôi 80 kim cương, chả gai cái đám cà đám bắp gì. Tốn 80 kim cương mà nó cho mình lại một cái đá, rồi cho mình lại được lông, rồi với cho mình được cái gì, cái quần đùi gì này nè, với một cái viên đỏ đỏ gì mình bỏ vô trong gương rồi. Đây được giọt ếch, giọt ép các em cứ đợi vô. À, như đồ vậy nè, các em không xài, các em không bán thì nó sẽ có hai cửa cho các em. Một cửa mình khoan gã ra để mình lấy được một cái đồng mua con không phá, và một cửa thì chúng ta có thể là phân gã ra những cái bụi nguyên tố đang mình khảm lại. Đây phân gã ra những cái bụi nguyên tố, đây cây gậy và cái mũ. Thì từ 4 tới 25 tỷ lệ thành công. À, nếu mà nó ra 14 cũng được và 25 cũng được, mà cái này nó không có chế độ xịt nha. Thì cái này bấm vô coi nó ra mấy, mình ra 14 luôn, nó ra cái thấp nhất cho mình đậu bắp nó. Thì ra cái này chứ nữa anh em sẽ dồn lại đang mình làm cái gì, dồn lại đang mình khảm, mình nâng cấp vô thêm, nâng cấp vô thêm mấy cái chế độ sau. Đây ở đây cái mũ là mình có nâng cấp rồi này, và cái vũ khí thì mình có nâng cấp rồi này. Mấy cái này là mình có thể là tháo ra và để vô hết. Đây tháo ra cũng được và để vô cũng được bình thường. Mỗi khi mà mình đổi cái vũ khí thì nó sẽ ADD thẳng vô cho mình. Ông giỏi lên chưa ông giỏi ơi, nó quét về đây nhóc chân ông giỏi ơi. À ông vô đông đứng trước rồi cả. Sao bên tôi không thấy chơi Magic chiến hết ta. Magic chiến cũng khỏe lắm, nhưng mà nói về cái độ mà đỡ cho lẹ, BK cho lẹ thì Magic phép nó lẹ hơn. Không bán được, nhặt đồ đỏ không bán được á, thì có một số đồ á, là một số nhân vật nó không treo lên được luôn. Cái đó là mình ba cái đồ gác mình không có bán nha anh em ơi. Đồ gác mình phân rải thôi không à. Ba cái đồ đó ai mà mua. Đồ cấp cao anh em hả bán, đồ cấp thấp các anh em cứ việc phân rải ra đi, lấy cái bụi nguyên tố đó đặng chừng nữa mình khảm vô vũ khí của mình cho nó khỏe tí, bán ai đâu mà mua.
Còn không á, cứ việc phân rã ra cái mua con của mình cũng được. Anh em nào có chơi thì vào chỗ này trải nghiệm cho biết cái cảm giác mà cài cuốc có đồ là sao. Hầu như những con game khác á, là đều nạp tiền được, mà cái con game này anh em muốn nạp nạp cũng không được nữa. Hiện tại là mình không nạp được nha. Còn những anh em đi qua server mới á, là có người quen có một cái thẻ VIP thanh toán được ở bên ngoài. Mình dùng vũ khí một tay thì vũ khí hai tay thì nó sẽ chậm, clear nó sẽ chậm. Còn mình dùng cái cây vũ khí mà hai tay hai cây á thì mình sẽ nhanh hơn, nhưng mà hai tay hai cây thì nó chỉ là tăng được một cái dòng super. Còn mà cầm hai tay một cây vũ khí á thì nó sẽ tăng lên tới 30% đam, lượng đam tăng lên rất là đáng kể. Cho ông với ông giỏi gọi làm xem sao nha. Tắt cái này đi, đừng có chém tôi, đừng có chém tôi. Ơi ơi ơi, ông giỏi ăn cũng chẳng ai nghe ông giỏi ơi. Ông ăn cũng còn có hai cục máu á. Rồi cái đội này cũng cắn cưa nha anh em. Anh em thấy là ở bên cái ông Sida này nè, là cái ông Nam á, là cái thấy cái lượng chém của ổng là nhanh hơn của ông giỏi nha. Nè các anh em thấy nè, đó, nó chém sẽ lẹ hơn. Vì sao lẹ hơn rồi về mình hẹo luôn. Tại vì ổng cầm hai cây kiếm mà hai tay, là cái lượng tốc của ổng là sẽ nó cộng thêm. Còn cái ông Tâm á, cái ông giỏi á, cái ông giỏi, ông này là cái ông Nam. Khi mà cái ông là Kiju này nè, là ông giỏi á, ông quánh ra cái nào là thấm cái nấy. Tại vì đam của ông rất là to, ông được 30% đam thêm. Còn mà ông Sida là cái ông Nam này nè, là cái này em thấy là ông quẹt sẽ nhanh hơn người ta. Y gan mình vậy đó, mình chưởng sẽ nhanh hơn người ta, nhưng mà bù lại cái đam của mình không có. Tại cầm hai cái đó rồi đam của mình nó sẽ thấp, cái lực tay nó thấp hơn rất là nhiều. Ví dụ mình cầm một tay, lực tay của mình lên tầm khoảng là 500, còn anh em cầm mà hai cây thì một cây nó chỉ có 200 mấy thôi, mà lực tay nó đâu có dồn anh em. Lực tay nó chỉ lấy là một cây, và nó chỉ là lấy cái ốp này đây. Đây, một cây. Nếu mà mình cầm một cây thì mình sẽ có một cái lực tay như vậy đây, 239 là mát phải không? Nó chỉ là thêm như vậy. Mua non reset nấy ơi, không có reset. Và mình thêm được cái lượng tóc. Mình thêm lượng tóc đây, và mình lấy thêm được một cái dòng ở dưới đây, một dòng hoàn hảo ở đây nè. Ví dụ bên đây là cái dòng tốc độ mình sẽ tăng thêm qua MB khi bu nút. Bên đây nè, tấn công của mình tăng thêm, nó sẽ lấy những cái dòng hoàn hảo thôi, còn trên đây là phế phí không có. Nhưng mà mình được cái tóc, tóc của mình nó lấy tóc nha, tóc mình to lắm. Nhưng mà mình lợi thế cái là mình đam nhỏ nhưng mà tay dài. Còn còn nếu mà đam nhỏ mà mình không có BK được cái cự ly xa, làm sao làm lại người ta. Còn mấy ông đam to là phải cần áp sát, nên cái anh em chọn nó sẽ đắn đo với nhau nha. Rồi hai ông bươi với nhau lại kìa, mình đứng xa xa ra ngoài nha các anh em nhớ nha. Tại vì mình cái đam mình nhỏ nhưng mà mình nhận cái mình đánh xa, mấy ông vừa ra là mình đóng băng rồi. Rồi vừa đóng băng vừa chuẩn, vừa đóng băng vừa chuẩn, rồi mấy ông bò lại mình được á là mấy ông đã tiêu hao hết một mớ HP rồi. Còn khi mà hai người mà cùng cầm vũ khí chiến hết thì phải hai người phải lao vô nhau, hút với nhau mới được. Còn nếu mà không hút với nhau, hai thằng đứng ngoài là người ta gọi là đánh gió đó, là ông mà đánh trúng ngay chân á. À, ông lấy cây đại long đao ra luôn kìa anh em à, cái này em thấy khác không? Hai người xỉu luôn rồi, sao lăn cắn tới mình nữa, cái đậu xanh cái gì mà ba người xỉu dữ hả? Đấy, ông cũng có đại long đao, ông đem đại long đao ra, cái này em thấy không, cái tốc đánh của ông rất là chậm. À, như vậy là cái ông Nam không bằng. Nếu mà ông cầm hai kiếm là ông có thể là còi nhây được, còn ông cầm có một kiếm giống ông giỏi là ông không còi nhây được. Độ ông giỏi lên tốt, độ ông giỏi lên cộng 13, sướng cho anh em, rất là sướng nha. Game này là cài chay 100%, không cần bỏ 1.000, vẫn whip vẫn top được, không cần phải làm gì hết, chỉ cần bỏ thời gian ra tìm hiểu chơi một chút xíu là được. Magit phan với Magit, nếu mà cầm hai kiếm là nó sẽ tỷ lệ xác suất ăn nó sẽ cao hơn đó, nó nằm như nhiệm vụ như gì. Nếu mà ông có cái đồng kim cương, ông bấm vào trong đây là ông sẽ nhận được nè. Nè, mỗi cái nhiệm vụ ngày của mình nó sẽ có level 60 là nó sẽ có một món quà, level 100 nó sẽ có một món quà, level 150 nó sẽ có một món quà, và level 200 nó sẽ có thêm một cái món quà. Thì như vậy nè, nếu mà ông làm full đồ hết, ông nhận bên đây xong rồi nè, đó, ông nhận bên đây xong rồi, bên đây nó sẽ phục phục một cái chấm chấm này lên nè, đó, phục một cái chấm chấm này lên, thì ông có kim cương này nè nha. Ông đổi, tôi chưa có đeo con đại quỷ lên đó nha, chưa có đeo con đại quỷ lên đó, tôi đeo con đại quỷ lên ra tôi chuẩn. Giỏi ơi né ra, giỏi ơi né ra, tôi chuẩn ông Nam này một chút coi. Đây, tôi đang đeo con đại quỷ lên nha, tự giờ quên có đại quỷ mà không không đeo. Có đại quỷ nó sẽ tăng đam cho chúng ta lên rất là nhiều. Vô đại quỷ cho anh em xem, bu nút thêm đam 15% đam.
15% đam mà ổng ám sát lại được mình đó là ổng đã hẹo rồi. Đây. Hôm nãy mà ổng kích liễu mình đó, mình tàu còn tầm khoảng là một cục HP. Còn giờ mình đeo con đại quỷ lên rồi á là ổng kích liễu được mình đó là ổng lại mình là ổng muốn chơi, ổng muốn hẹo rồi. Ổng không còn HP mà lại ổng bò lên mình nha. Đại quỷ nó đẩy HP chà bá nó vĩnh viễn đâu. Đây này, nó đẩy HP này. Ở đây HP tổng của nó là 14.400. Anh em đừng có treo farm quái làm gì, farm quái đừng có đeo HP, đeo con quỷ này lên. Chừng nào đi farm boss lớn hay là đi làm nhiệm vụ hoài á, hãy đeo cái con này lên, mà con này bán nó cũng ghê gời à. Game này có gậy gồng cho anh em Việt Nam không? Có gui à, có gui mà đọc gậy gồng, ghét cái trình độ đọc. Ghét cái trình độ đọc từ tắt của tôi nó vươn tầm vũ trụ anh em à. Người ta là cái gui mà tôi đọc là gậy gồng. Có anh ơi, có lúc trước có một cái nhóm 58 anh em nói chuyện vui lắm, nhưng mà anh em gã rồi, anh em qua server mới chỉ còn tôi với ông giỏi thêm với mấy ông thôi.